Xin chào các bạn, gần đây mình có thú vui mới, đó chính là nấu ăn. Nói thật là mình đã không thích nấu ăn lắm, nhưng mình đành phải bắt đầu từ nấu ăn vì corona. Mình thuộc kiểu người thích làm đơn giản, cho nên mình sẽ làm đơn giản nhé. Nhưng mà món ăn của mình là Jody chứ không phải là Yodi. Dù sao thì mình sẽ làm video để vừa luyện tập viết, vừa nói, vừa nhớ cách nấu ăn nhé. Dạo này thời tiết Hàn Quốc rất là đẹp. Khi đi làm về nhà bằng xe đạp thì có thể nhìn thấy trời xanh. Không lâu trước đây mình cũng nhìn thấy trời đẹp và mây trắng. Vừa lúc đó, bỗng nhiên nhớ ra kẹo vông và malangkau. Malangkau là kẹo mềm nổi tiếng tại Hàn Quốc. Hôm nay mình sẽ làm nuga cracker của Đài Loan bằng malangkau và bánh rau dần nha. Bước 1. Chuẩn bị malangkau và bánh rau dần, thế thì chẳng khác gì làm hết rồi. Bước 2. Để lên malangkau trên bánh rau dần nha. Bước 3. Cho vào lò vi sóng, quay khoảng 20 giây. Bước 4. Để thêm một bánh rau dần lên trên đó. Làm xong hết rồi, nhìn ngon quá chứ. Mình đã làm nhiều để ăn cùng với đồng nghiệp. Mai mình ăn cái gì nhỉ?